Em Lợi xin chào tất cả các bác chơi audio trên toàn quốc. Hôm nay thì em Lợi lại tiếp tục đem đến cho anh em những bộ mô hình về những cặp kệ chân loa làm từ chất liệu gỗ xoan đào và được hoàn thiện với chất liệu PU rất là cao cấp, rất là đẹp, để giới thiệu đến cho các bác những cái mô hình với những kích thước lớn, kích thước đại, để coi như là các bác có những cái mô hình tham khảo về cái hình dáng, chất lượng cũng như là về cái giá trị của sản phẩm, để các bác có thể có một cái mốc để lựa chọn những cái sản phẩm khi mà liên hệ đến trực tiếp với em Lợi để tư vấn những cái sản phẩm thì đã biết được cái giá cả của nó ở cái khoảng tầm nào để các bác lựa chọn. Còn báo cáo các bác là lâu lắm rồi thì những cái hàng mà hàng rẻ tiền quá thì em vẫn làm, vẫn phục vụ theo yêu cầu cho các bác, nhưng mà em rất là hạn chế, đa số là em đi vào những cái dòng mà chất lượng và những cái dòng nó kỹ càng để làm các bác sử dụng nó được yên tâm hơn, và em làm thì nó cũng thoải mái hơn. Đấy, thì đầu tiên là em xin giới thiệu đến các bác là một bộ kệ chân loa với kích thước cũng khá là to. Bộ này cũng khá là to đấy ạ. Với cái kích thước là chiều rộng là 40, chiều sâu là 32. Đấy. Nhưng mà cái này thì em làm cho nó khá là trụ khá là to nhá, cân đối 25,5 và chiều sâu của nó là một chiều là 17,5 các bác nhá. Đấy, tất cả là bây giờ là em chuyển sang làm cái kiểu khung trụ như này nhá, với bốn trụ vô cùng chắc chắn để cho các bác để những cái dòng loa nặng nhá. Ok luôn. Đấy, tất cả là khung bao quanh hết. Đó. Và bộ này thì được sơn phủ PU màu ốc chó. Đấy. Rất là đẹp, hoàn thiện rất là đẹp, chắc chắn luôn. Và để cho các bác để những cái cặp loa có cái trọng lượng rất là lớn, thoải mái, ok, không vấn đề gì, bảo hành cho các bác luôn nhé. Và được hoàn thiện với các cái chất liệu PU rất là kỹ càng, bóng đẹp sáng cả trên dưới trong ngoài nhé. Đấy, thì báo cáo các bác là với một bộ sản phẩm có kích thước như thế này thì hiện tại là em đang nhận với cái giá của nó là 3.700.000 đồng các bác nhé, 3.700.000 đồng. Và tiếp theo đến một bộ sản phẩm nữa cũng là theo một cái lối kích thước theo yêu cầu, thì bộ này có cái kích thước là cao 75, cao 75, chiều sâu của nó là một chiều 32 và một chiều là 38 các bác nhé. Đó. Và cái bề mặt của nó là 24 và một chiều là 18 cm các bác nhé. Đấy. Thì tất cả các bác như bình thường ấy, như cái bộ này này, khách là anh yêu cầu là làm trụ 17 vuông. Nhưng mà các bác đừng có uốn em, bởi vì là em làm em tự sẽ cân đối cho trụ và mặt làm sao nó có cái tương thích và nó cân đối cho các bác nhất. Đấy. Chứ còn nếu như em mà nghe các bác ấy, em làm 17 vuông cho các bác vào cái bộ này thì nhìn nó cái sự cân đối hài hòa của nó không có được như ý. Đấy, thế nên là những cái này thì em làm em sẽ tự cân đối cái kích thước mặt của nó và kích thước trụ làm sao để nó hợp lý và nó đẹp cho các bác. Thì với cái bộ sản phẩm này thì hiện tại là em đang nhận giao lưu với các bác với cái giá là 3.900.000 đồng. Đó, 3.900.000 đồng. Và những cái bộ hàng này là những cái bộ hàng rất là nặng nha các bác nhé, rất là nặng và rất là đẹp. Bởi vì là báo cáo các bác là với một cặp kệ chân loa, các bác nhìn khi hoàn thiện lên nó đơn giản, xếp vào nhau nó đơn giản, nhưng nó là một cái quá trình hoàn thiện rất là vất vả và nó cũng hết rất là nhiều gỗ. Thì các bác sở ra thì các bác biết mà đây toàn gỗ dày dặn. Đấy, thì là cái thông số kỹ thuật là em chia sẻ lên cho các bác vậy. Và tất cả các bác có cái nhu cầu mà coi như là tìm hiểu cũng như là muốn đóng những bộ kệ chân loa thì liên hệ trực tiếp với em Lợi qua số điện thoại 0978 617 323. Đó. Và em cũng xin phép giới thiệu thêm, thì với những cái bộ cặp chân loa nhỏ hơn như thế này thì báo cáo các bác là nó có cái giá dao động là từ 2.800.000 đến 3.200.000. Đó, tất cả đều là hàng chất lượng cả. Đó. Đấy, thì là đây là những cái bộ hàng sẵn của em, thì các bác nào có cái nhu cầu sử dụng những cái bộ có kích thước thấp hơn nó phù hợp với không gian thì liên hệ trực tiếp em Lợi, luôn có những cái bộ hàng sẵn với mức giá vô cùng ưu đãi để cho các bác sử dụng.
Số điện thoại của em vẫn là 0978 617 323 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần tới.